Bài thơ năm cũ đâu cho tôi xin lại bằng đời vậy mà anh đã từng
tay bạc em suốt cuộc đời con gái. Đây em chỉ mang theo món quà nho nhỏ là tên của mẹ cha, để anh không bỡ ngỡ lúc quay về. Và món bài thơ nét chữ đã già nhòn, đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân hồi anh đã dâng hết cho người ta, giờ tàn phế xin nhận làm bao giờ. Chắc chẳng còn ai đến đây dành dừng, không lẽ đợi em mãi chịu thiệt thòi. Đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi, nghĩa cuộc cô đau thương. Hàng mạch tử chỉ là một bút danh mà người đời sẽ quên đi cái nguồn thơ đã cạn. Khi anh không còn cái tấm dần trăng xe, thì anh đã là phê nhân với số kiếp thật việc là cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên mà anh đã bỏ quên.